Xin chào bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị và các thành viên của group Ăn Ngon Nấu Khéo. Tiếp tục các món ăn với chủ đề về thịt gà lần này, mời các bạn chúng ta hãy cùng trò chuyện và theo dõi hướng dẫn chi tiết thực hiện một món ăn cũng khá là hấp dẫn từ bếp trưởng Vũ Nguyên. Xin chào anh ạ. Chào Dung và chào các bạn đọc. Dạ, thưa anh, thì với nguyên liệu như thế này khá là bắt mắt thì anh chuẩn bị gửi đến bạn đọc món ăn nào đây ạ? Như kỳ trước Nguyên đã nói thì Nguyên sẽ chuẩn bị một món salad thịt gà. Thì ở đây hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu đó là salad thịt gà với sốt chanh dây. Dạ, thấy salad thì có vẻ là đối với những bạn mà không có muốn ăn béo hoặc là sợ bị béo phì thì có vẻ rất là hấp dẫn. Còn đối với chanh dây, đúng không anh? Đúng rồi. Thì trong trường hợp mà nhà của Dung mà không có chanh dây hoặc là ngay tại chợ hoặc là ngay tại siêu thị không bán thì anh có thể thay thế bằng nguyên liệu nào không ạ? Để mà không có chanh dây đó thì mình sử dụng chanh đào hay là chanh tươi cũng được. Mình dạ, làm một cái món salad mà vừa miệng thôi. Dạ, theo anh thì để cái món ăn này nó đảm bảo là nó đúng tiêu chuẩn thì ngoài các nguyên liệu chính là salad, thịt gà, chanh dây thì các loại gia vị khác như thế nào ạ? Gia vị ở đây thì Nguyên có sử dụng là muối với đường thôi, mặn và ngọt. Thêm một vị béo và chua nhẹ của mayonnaise, không béo lắm, chỉ là vừa thôi. Đó, và một ít hương thơm của nước cốt chanh dây. Nước cốt chanh dây, dạ. Thưa anh, em đang rất là thắc mắc là sắp tới thì mình sẽ có các cái công đoạn chính nào, và trong các công đoạn chính đó để đảm bảo là thực hiện nó trơn tru thì theo anh là mình cần phải tỉ mỉ ở khâu nào nhất? Để mà thực hiện món ăn này đó chúng ta sẽ có 3 công đoạn. Dạ. Thứ nhất là ướp gà, áp chảo. Thứ hai là làm nước sốt và để trộn salad. Thứ ba là cắt gà, cắt salad và gà để lên và mình rưới nước sốt lên. Cuối cùng là công đoạn rưới nước sốt. Đúng rồi. Dạ. Và sau đây thì mời các bạn chúng ta sẽ theo dõi hướng dẫn chi tiết thực hiện từ bếp trưởng Vũ Nguyên. Nguyên liệu hôm nay của chúng ta gồm có đó là thịt gà, salad, bơ, cà chua bi, củ cải đường, chanh dây. Gia vị của chúng ta là muối, đường, dầu ăn, ít tiêu, nước cốt chanh dây, mayonnaise. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp gà. Phần thịt dư thì chúng ta cắt bỏ đi. Chúng ta sẽ ướp với một ít muối, một ít tiêu. Rồi, chúng ta sẽ bắt bếp và áp chảo gà này lên. Trong thời gian mà áp chảo thì chúng ta sẽ pha nước sốt. Sốt đây thì Nguyên sẽ cho là chanh dây. Đường, ít mayonnaise, xíu muối, một ít dầu ăn để cho cái sốt ta có độ bóng. Bạn lưu ý là chúng ta làm sốt này đó thì đánh đều tay cho tan hết mayonnaise ra. Và chúng ta sẽ đánh mạnh tay ra, càng lúc đánh càng mạnh tay để sốt mình nó bông lên. Rồi, chúng ta đã có một phần nước sốt và Nguyên sẽ để đây cho nó nghỉ một xíu. Lát nữa mình sẽ quậy lên tiếp. Chảo chúng ta đã nóng và bây giờ Nguyên sẽ cho dầu ăn vô. Gà nãy thì Nguyên ướp rồi đó, Nguyên sẽ đem đi áp chảo. Cho một nhánh rosemary và lá hương thảo để cho gà của chúng ta có độ thơm. Bạn lưu ý khi chúng ta áp chảo thì chúng ta áp chảo lửa nhỏ thôi nha,
để cho thịt gà chúng ta chín đều. Rồi, trong thời gian mà chờ đợi thì mình sẽ quậy tiếp phần nước sốt này cho sốt nó có độ bóng. Những mayonnaise hay là đường, muối nó cũng đã tan hết rồi, nó sẽ có độ bóng và độ kẹo. À, như vậy là đặc chủng của cái sốt trên dây. Gà thì chúng ta sẽ áp mặt thịt trước, mặt da thì chúng ta sẽ áp khoảng 3 phút cho da giòn. Rồi, trong thời gian mà đợi gà chín nữa đó thì mình sẽ cắt củ cải đường để mà ăn kèm với salad. Củ cải đường thì Nguyên sẽ cắt khoanh ha, khoanh tròn và cắt mỏng. Cà chua bi thì Nguyên cũng bắt khoanh tròn. Chúng ta lưu ý thì lâu lâu chúng ta rửa mặt này. Salad tím, mình sẽ lấy 3 lá thôi. Mình sẽ cắt nhỏ này ra cho vừa ăn. Rồi, salad DC. Nếu mà không có salad DC đó, bình thường ngoài chợ người ta có bán salad nhúng và salad caron đó, thì chúng ta cũng có thể sử dụng là hai loại salad đó, không cần thiết là phải sử dụng loại salad DC này. Mình sẽ lấy vài nhánh thôi. Salad roman. Rồi, chúng ta cũng đã cắt xong salad và thịt gà chúng ta cũng đã chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ lấy thịt gà ra. Rồi, chúng ta đã có một phần gà áp chảo rất là đẹp. Tiếp theo là để mà phần salad này nó ngon hơn đó thì mình sẽ cho một miếng bơ đó. Thôi thì mình sẽ nạo ra. Rồi, mình sẽ cắt hột lựu rồi cho vô salad luôn. Rồi, thì tất cả các khâu công đoạn thì chúng ta cũng đã hoàn thành rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ trộn cái này đều lên và sẽ cho ra một cái dĩa khác. Mình sẽ cho ra đây.
Rồi, thịt gà thì Nguyên sẽ cắt nhỏ ra cho vừa ăn. Nguyên sẽ bỏ phần bìa này đi để cho món ăn của chúng ta nó bắt mắt hơn. Rồi, mình sẽ rưới phần nước sốt này lên. Rồi, mình sẽ decor một ít bông và lá. Bông ở đây thì mình sử dụng các loại bông ăn được. Rồi, vậy là chúng ta cũng đã hoàn thành một cái món salad thịt gà sốt chân dây. Wow, nhìn rất là bắt mắt đúng không anh? Theo anh thì với những cái hoa cũng như là cái màu sắc này thì kết hợp với cái nước sốt như thế nào là chuẩn vị nhất? À, để mà hoa kết hợp với nước sốt này đó thì hoa ở đây là Nguyên sử dụng hoa ăn được, và kết hợp với chanh dây và một ít salad thì chúng ta ăn nhìn là nó đẹp nhưng mà ăn vô đó thì nó sẽ có vị rất là ngon. À, tức là cũng đã có chọn lọc những cái loại hoa thích hợp đi kèm với chanh dây là nó sẽ tạo nên cái vị đặc sắc nhất. Dạ. Dạ. Thì em có xem là anh trong quá trình anh thực hiện á, thì một số bà nội trợ khác thì hay là trộn cái nước sốt ngay trong lúc mà chúng ta trộn salad luôn. Còn đối với anh á, là anh sẽ rưới salad, rưới lên salad sau khi mà anh đã hoàn thành. Thì cái điểm khác biệt ở chỗ này như thế nào anh? À, để mà mình trộn trực tiếp với nước sốt á, salad với nước sốt mình trộn trực tiếp á thì salad nó sẽ bị mềm và nó yếu xuống, nó dẹp xuống. Còn mình rưới lên và khi nào ăn á, mình trộn lên thì cái salad mình nó sẽ được độ giòn, tươi. Dạ, yeah. Cái vị giòn ở đây nó cũng sẽ kết hợp với cái giòn từ chiên gà đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, yeah. Không biết là đang nhìn thì rất là thích như thế này thì bây giờ mình thưởng thức được chưa anh? À, ok, để mình lấy cho. Mất salad ha. Dạ. Rồi, mất gà ăn kèm với miếng bông này. Đây, xin phép mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Thực ra có một cái điều đặc biệt mà Dung đang muốn hỏi bếp trưởng của Nguyên, tức là khi mà mình ăn á, cái da nó có cái độ giòn. Giờ mà khi mình cắn vào thì nó nghe tiếng giòn thấu, nhưng mà đối với cái thịt nó rất là mềm. Thì bí quyết để mình chiên được cái miếng thịt gà như thế này là như thế nào ạ? À, thì để chiên được miếng thịt đó nó ngon á thì mình sẽ chiên bề mặt thịt trước. Mình chiên vừa tới thôi, khoảng 4 tới 5 phút. Rồi sau đó mình sẽ trở tiếp là chiên tới mặt da. Mặt da chúng ta chiên 3 phút trong vòng lửa nhỏ. Dạ. Hy vọng rằng với những lưu ý từ bếp trưởng Vũ Nguyên thì các bạn sẽ tạo nên một món salad vừa bắt mắt lại hấp dẫn và cũng có thể là chuẩn bị mình mong muốn. Không biết là trong tuần sau và số tiếp theo thì anh có bật mí nho nhỏ ngoài nguyên liệu thịt gà thì chúng ta cần chuẩn bị một nguyên liệu nào nữa không ạ? À, tuần sau thì mình sẽ giới thiệu đến một món, đó là món gà cuộn, cuộn cục với nấm và một loại sốt của người Nhật. Cũng là một loại sốt. Và bí quyết để tạo nên cái sốt đó như thế nào thì các bạn hãy đón xem trong số phát sóng tiếp theo thì sẽ nắm rõ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.